Để tay tự do đi. Tiếp tục. Tiếp tục đi. Tốt lắm. Tiếp đi nào, Jameson. Tốt lắm. Cố lên. Tốt lắm. Nè, xem ai kìa. Pete. Đó là Marco Rin đó. Đúng rồi, cứ như thế. Chào Pete, rất vui được gặp anh. Dạo này thế nào? Cậu vẫn còn huấn luyện đám thanh niên như tôi đang thấy hả? Rin, ông chẳng thay đổi chút nào. Chào mừng ông tới đây. Ô, cảm ơn, tôi muốn giới thiệu anh với Marco Rin. Rất hân hạnh. Tôi có thể làm gì cho các anh? Anh ta làm gì ở đây vậy? Chẳng biết được. Các anh biết đó, tôi muốn chỉ cho anh ấy xem chỗ thi đấu. Chúng ta sắp có một trận đấu. Sắp có một trận với Del Toro đúng không? Trận đó tôi kiếm được rất nhiều tiền. Vậy anh sẽ gặp ai? Anh nghĩ sẽ là ai? Hiện tại chúng tôi đang tìm người làm đối tác để huấn luyện quyền anh. Tôi đã nói rồi mà, tôi còn vô địch nhiều hơn gã đó. Vậy còn anh chàng kia thì sao? Ai chứ? Tôi đang đấm vào đít đấm tay kia. Đó là Jameson. Nè, ông ta chỉ anh kìa. Anh cuối cùng cũng vào tầm ngắm rồi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi nghĩ cái người mà giữ đít đấm sẽ là hoàn hảo nhất. Anh ta cũng cỡ người với Del Toro. Già hơn, nhưng dày dặn kinh nghiệm. Võ sĩ ưa thích của tôi trong phòng tập này. Thôi nào, làm thôi. Ông ấy chỉ muốn một ai đó trụ được vài hiệp, anh hiểu hay không? Tôi xin lỗi vì báo hơi gấp, nhưng sao không để anh ta thử? Chắc chắn rồi, đi thôi. Hạ gục nào. Đây nè. Này Thai, lại đi nào. Thật sự sao? Được rồi, chúng ta có buổi chụp hình vào lúc 3 giờ. Cho nên tôi nghĩ anh không cần phải thay đổi. Anh cứ trai dầm mặt như bình thường như vậy. Anh cảm thấy sao? Ổn. Hãy cứ ngắn gọn thôi. Cho thằng nhãi đó biết cậu lại. Họ muốn có ai đó để khởi động cho Rin trước trận đấu vào cuối tuần này. Anh có biết Marco không? Tôi biết quản lý của cậu ta, Rin. Ngắn gọn thì trước kia, Ben và tôi làm việc với nhau. Anh ta trộm võ sĩ của tôi. Cũng đã lâu rồi. Nghe nè, đừng có đánh anh ta mạnh quá. Đơn giản thôi. Hãy nhớ, như vậy sẽ tốt cho làm ăn. Tôi sẽ làm cho anh tự hào. Tôi hứa đó. Anh luôn là như vậy mà. Cẩn thận, để ý khuôn mặt đó. Chúng ta sẽ chụp ảnh. Cứ làm việc của mình đi, Marco. Làm nhanh thôi. Thằng nhóc đó như là tàu chở hàng vậy. Hành động đi. Được rồi. Làm việc của mình đi. Động tác giả hay lắm. Đấm vào mặt đó, Marco. Rồi tiến về phía trước, Marco. Xuống dưới nào. Hạ hắn đi. Hiệp một kết thúc. Làm thế nào trụ được bây giờ? Ném hay lắm. Sẽ tóm được khi tôi muốn. Lại một ngày làm việc nữa. Cứ làm việc phải làm. Cứ ra đó đấu đi.
Cố lên, Marco. Thôi nào. Còn 4 phút nữa, trụ lại. Đỡ, đỡ, giữ. Chỉ 4 phút. Thôi nào, Marco, thư giãn, tập trung. Đúng rồi, như vậy. Đúng rồi, tập trung đi. Bỏ cuộc đi, trời ơi. Bỏ cuộc đi nào. Marco sống rồi. Sống rồi, hết trận rồi. Điên thiệt mà. Marco, sống trận rồi. Luyện tập thôi. Sean sửa soạn đó, gặp ở ô tô. Thôi nào, đi thôi. Tôi xin lỗi, Green. Ôi trời, tôi tưởng là chỉ tập thôi chứ. Anh cũng ra trò đó. Cậu đúng là. Sẽ không tốt cho làm ăn được, nhưng xem thi đấu cũng vui đó. Không thể tin là cậu lại kéo như vậy. Tôi được học những người tốt nhất. Của cậu đây. Cậu kiếm được đó. Cảm ơn. Cậu nên về nhà và nghỉ ngơi đi. Nè Pete, anh nghĩ tôi có thể kéo gục gã đó trước mặt cả ngàn người xem đang la hét và các máy quay phim không? Tôi không biết Ty. Ý tôi là, với anh ta, đó chỉ là luyện tập. Và có một thứ gọi là lợi thế sân nhà. Có thể anh đã đúng. Nè Ty, tôi nghĩ là anh có thể đánh bại anh ta nếu như thi đấu chính thức. Tôi thật sự nghĩ vậy. Hẹn gặp anh ngày mai, Pete. Hẹn gặp lại. Oh, Ty. Thật là tuyệt vời. Chỉ là luyện tập tốt thôi. Không không, thật sự là chiến đấu đó. Ý tôi là chiến đấu thật sự đó. Nhìn kìa, hãy nhìn xem. Như vậy đó. Thôi nào, anh biết đó. Đó là những hình ảnh mà anh nên cho con xem. Sao cũng được hết. Anh biết không, uống cái gì đi. Tôi sẽ mời. Thôi nào, chúc mừng đi. Hôm nay tôi mệt, được chứ, tôi về nhà đi. Chúng ta sẽ uống sao? Nè, gửi cho tôi đoạn phim đó đi. Anh thích nói sao? Cố tỏ ra lạnh lùng như anh thích video đó. Được rồi. Whitney, 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 lại đây đi nào. Em không biết chuyện gì xảy ra đâu. Em có thể thấy chuyện gì đã xảy ra. Chúa ơi, Ty, nhìn mặt của anh kìa.
Em hãy xem anh đã làm gì hắn ta. Lại đây nào. Anh muốn cho em xem cái này. Vậy sao? Tên anh ta là gì? Đây nè. Hãy nhìn anh đi. Ôi trời ơi, anh yêu. Anh đã làm cho Marco phải bỏ cuộc đó. Anh đã đối mặt với một gã giỏi nhất. Anh sẽ nói với con anh là anh đã đánh bại gã giỏi nhất. Kể với con của ai cơ? Ồ, anh xin lỗi, có phải anh vừa nói là con anh không? Em vừa nghe thấy anh nói là con anh. Ý anh nói là con chúng ta. Em phải đi đây. Kim nói ốm, cho nên tối nay em phải làm việc. Em sẽ không còn phải làm việc đó lâu nữa đâu. Được rồi, anh phải nói với em Whitney. Mọi việc của chúng ta rồi sẽ thay đổi thôi. Anh biết em yêu anh mà. Và em rất tự hào về anh. Chỉ là em ước là anh nghĩ về việc có một công việc thật sự. Thay, thôi nào, lại vậy nữa rồi. Chúng ta lại một lần nữa nói về chuyện công việc thật sự. Chúng ta có thể không nói về chuyện đó được không? Nè. Nè. Em có thể cười lên được không? Thôi đi. Lại đây nè. Cười với anh đi mà. Thôi nào. Thấy chưa? Nụ cười ở đây này. Em ghét anh. Anh biết mà. Em chỉ muốn chúng ta nghĩ về tương lai của mình mà thôi. Chỉ vậy thôi. Đây là tương lai của chúng ta. Em sẽ phải đóng cửa hàng vào tối nay, nên đừng có thức. Marco Rin, bất khả chiến bại. Tác giả Victoria Mata, liên hệ với tác giả. Chào Victoria, tên tôi là Ty Matthew. Tôi đọc bài viết về việc Marco là bất khả chiến bại. Hôm nay tôi đã đánh bại anh ta trong một trận đấu tập. Anh ta không phải là bất khả chiến bại. Tôi muốn nói chuyện với cô. Số điện thoại của tôi là... Alo. Alo, Ty Matthew. Ben Green đây. Chúng ta hôm nay đã không có thời gian để giới thiệu đầy đủ với nhau, nhưng tôi là quản lý của Marco Rin. Vâng, tôi biết ông là ai. Cảm ơn vì đã giới thiệu Jameson đến phòng tập của chúng tôi. Được rồi, nhưng tôi có một lời đề nghị dành cho anh. Nếu anh có thể đến nhà tôi vào sáng ngày mai, tôi sẽ nhắn tin cho anh địa chỉ của tôi. Được, mấy giờ? Đầu giờ sáng đi. Anh đừng nói chuyện xảy ra hôm nay với bất kỳ ai hết. Được, được, tất nhiên rồi. Chào anh. Được rồi, hẹn gặp lại ông.
chào, tôi có thể giúp gì cho anh? Xin chào, tên tôi là Ty Matthew. Tôi đến đây để gặp Benjamin Rin. Được rồi, vào đi. Xin vui lòng đợi ông Rin ở trong văn phòng. Cảm ơn. Được rồi, đã sẵn sàng chưa? Được, cảm ơn. Ty Matthew, ngồi đi, cứ bỏ đồ xuống. Đây là một nơi rất là đẹp đó, ông Rin. Cảm ơn. Anh có chút vết thương ở kia khi thi đấu với anh ta. À, đó là một phần của cuộc chơi mà. Đúng vậy. Anh đã từng nghĩ tới tương lai hay chưa? Vẫn chưa. Thật ra, tôi nghĩ anh là một võ sĩ, cừ khôi. Anh còn phải học nhiều, nhưng anh có tiềm năng đó. Ông đang nói gì vậy? Tôi đang nói là tôi thích được quản lý anh. Tôi rất vinh hạnh, ông Rin. Tôi nghĩ là tôi sẽ gắn bó với Pete. Ông biết đó, ý tôi là ông ấy như là cha tôi vậy. Tôi nghĩ là tôi sẽ đồng cam cộng khổ với ông ấy. Anh chắc chứ? Có, tôi thật sự rất biết ơn. Nhưng tôi cảm thấy mình cần trung thành với Pete. Không, tôi hiểu mà. Ổn rồi, vậy là không có hiểu làm gì hết. Đây là 10.000 đô và nó là của anh. Cái gì vậy? Anh không thuộc đội của tôi. Anh chống lại tôi. Đây là thỏa thuận không tiết lộ, không kiện cáo, không dớ dẫn. Chỉ vậy thôi. Anh chỉ cần kín miệng về sự việc ngày hôm qua. Được chứ? Nếu tôi không đồng ý, vậy thì tôi phải nói rằng anh bị đập vào đầu nhiều quá rồi đó. Vậy sẽ được lợi gì khi nói anh có một thế võ non nớt mà có thể khóa đầu được Marco? Chiếc cổ là một đòn non nớt à? Ý tôi là Marco đã sử dụng thế đó trong trận đấu với Clay. Con trai, hãy nghe tôi nói. Đây là ngành công nghiệp tỷ đô. Đây là một mô hình kinh doanh. Giờ thì Marco trên đây, còn cậu Ty ở phía dưới này. Tôi không thể can thiệp để cậu nghĩ về việc vượt ngoài khả năng của cậu. Tôi không quan tâm cậu là võ sĩ giỏi tới mức nào. Tôi không thể để cậu phá hoại công việc kinh doanh của tôi chỉ vì một trận đấu tập. Cho nên cứ ký đi, và tôi không bao giờ muốn nghe thêm về chuyện ngày hôm qua nữa. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? 34. Tôi hiểu là cậu đã gần hết khoảng thời gian sung sức nhất. Cậu cần phải chứng minh khả năng mà vẫn chưa có cơ hội. Nhưng đây có thể là cơ hội cho cậu đó. Thấy chưa? Cậu chỉ cần ký vào. Và tôi sẽ không bao giờ muốn nghe về chuyện này nữa. Nào, lấy tiền và xài đi. Có hai bản, một của tôi và một của cậu. Được rồi. Tôi sẽ lấy bản này, ký bản còn lại đi. Được rồi. Aisha, ai đó? Anh gửi email cho tôi về câu chuyện Victoria. Liệu chúng ta có gặp nhau không? Có thể gặp ở Mali lúc 10 giờ được không? Tôi có thể đến được. Tốt nhất là đừng nói dớ dẫn với tôi. Tôi đã làm cho Macorin bỏ cuộc. Hẹn gặp anh ở quán Mali, chính xác lúc 10 giờ. Em ước là anh sẽ nghĩ đến chị có một công việc thực sự. Chỗ của Marco ở trên đây, còn cậu Ty ở phía dưới này. Anh nghĩ tôi có thể kéo gục gã đó trước mặt cả ngàn người xem đang la hét và các máy quay phim không? Tôi không biết Ty. Ý tôi là, đối với anh ta thì đó chỉ là luyện tập.
Tôi nghĩ cậu có thể đánh bại anh ta nếu như thi đấu chính thức. Hai, Victoria, phải. Tôi không nghĩ là cô sẽ đến. Tôi biết, tôi xin lỗi vì đã tới trễ. Ê, hãy ngồi vào bàn đi. Anh có muốn uống gì không? Có, chắc chắn rồi. Xin chào, tôi có thể lấy món gì cho anh chị? Tôi muốn uống scotch, không pha, và bất cứ thứ gì anh ấy muốn. Bia Buck on the Rock. Được rồi. Cảm ơn anh đã chờ tôi. Không vấn đề gì. Tôi thật sự thành thật. Tôi biết rất nhiều võ sĩ thi đấu tốt hơn những tên tuổi lớn, nhưng họ không có những quản lý như Benjamin hỗ trợ cho trong các giải thi đấu. Anh ta và tôi đã có cuộc nói chuyện rất thú vị ngày hôm nay. Vậy sao? Đúng vậy. Tôi nghĩ câu chuyện này là bước đầu tiên để thay đổi toàn bộ thế trận. Để ghi âm. Tuyệt. Đồ uống của anh chị đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Vậy Ty Matthew, đó là trận đấu tập hay là thi đấu chính thức? Không, tôi đánh bại anh ta trong trận đấu chính thức. Điều gì khiến anh nghĩ vậy? Có những người không muốn thua kể cả trong trận đấu tập. Anh ta là một trong số họ. Anh ta rất tự phụ. Tôi thấy có cơ hội và đã giành lấy nó. Chắc là anh thấy tuyệt lắm. Tuyệt hơn cả tình dục. Anh có thể mô tả được không? Trận đấu hay tình dục? Tùy anh, thích cái gì hơn thì kể. Tôi thà không nói chuyện về tình dục còn hơn. Tại sao không? Tôi không nghĩ là bạn gái tôi muốn như vậy. Thì ra là anh đã có bạn gái. Đúng vậy. Tôi không thấy anh hạnh phúc khi nói về chuyện đó. Không, tôi yêu cô ấy. Chỉ là bây giờ không phải là thời điểm thích hợp nhất thôi. Được thôi. Vậy thì chúng ta phải nói về thứ gì đó khác. Hãy nói về chuyện làm sao tôi nghĩ là anh cần thêm đồ uống nữa. Tôi không biết là tôi sẽ ở đâu nếu không có anh ấy. Có phải anh đã biết ông ấy gần hết đời mình không? Mẹ tôi mất khi tôi mới 13 tuổi. Peter nhận tôi khi tôi chạy khỏi trại trẻ mồ côi. Vậy ông ấy có vẻ giống cha anh hơn là huấn luyện viên. Đúng vậy. Khi tôi không có nơi nào để đi, ông ấy đã nhận tôi, cho tôi việc ở phòng tập. Ông ấy dạy tôi cách đấm bốc. Nếu không phải vì ông ấy, có khi tôi đã vào tù rồi. Tôi rất tiếc. Được mà. Tôi nghĩ anh nên chỉ nói cách anh đánh bại Marco. Tôi không thể cho mọi người xem video đó được. Nhưng tôi có thể nhờ bạn tôi ở phòng tập chỉ cho cô. Tôi không muốn xem video hay bạn anh ở phòng tập chỉ cho tôi. Tôi muốn anh chỉ cho tôi. Ngay chỗ này. Đúng, ngay ở đây. Không, đúng. Tôi muốn anh chỉ cho tôi. Cô có biết là cô sẽ đưa tôi vào tù nếu làm như vậy? Anh biết là tôi sẽ không đưa anh vào tù kia mà. Đừng có ngại, anh có thể làm được mà. Đừng có ngại.
Tôi biết là như vậy sẽ dụ được anh mà. Tôi đưa tay xuống cổ anh ta như vậy. Như vậy gọi là đòn siết cổ. Tên đòn này nghe kích thích đấy. Rồi tôi dùng bắp tay của mình và khóa tay sau đầu anh ta như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Như vậy đó. Đúng như vậy. Cứ mạnh hết mức có thể. Tôi có thể siết mạnh hơn. Anh về nhà rồi. Mấy giờ rồi? Mười hai giờ rưỡi hay gì đó. Lại đây. Anh yêu à, người anh nồng nặc mùi rượu. Anh đã ở đâu vậy? Anh đi uống với Pete. Ông ấy phí phạm và đổ vodka lên trên người anh. Ý anh là tại sao dài như vậy mà vẫn không giữ được chai rượu chứ? Đúng là điên rồ mà. Điên thiệt. Giờ em không thể nhận ra khuôn mặt này nếu không có vết xước và vết bầm. Anh yêu em.
Em biết. Anh sẽ đi tắm. Được rồi. Em thích vậy à? Đúng vậy. Em vẫn ngửi thấy mùi đó. Xin chào. Tôi có thể tìm Peter Mapp ở đâu hả? Ông có thể tìm anh ta đâu đó ở phía sau. Cảm ơn. Trông ông ta thế nào? Da đen, áo khoác đỏ. Tay cậu bị sao vậy? Tôi đang vui vẻ với một em gái. Cô em nóng bỏng, dương mang và cắn vào tay của tôi. Có thể đừng để cô ta làm như vậy mà. Thôi nào, anh biết là tôi sẽ đại diện cho đội, đúng không? Thôi nào. Ai đó? Tôi không biết. Có thể là bạn trai của anh đó. Anh là Peter Mark. Đúng rồi, thì sao? Anh sở hữu chỗ này à? Tôi có thể giúp gì cho anh? Tôi đang tìm Ty Matthew. Hôm nay anh ta có đi làm không? Anh ta đã làm gì? Tôi không thể nói được. Nhưng theo hồ sơ, tôi nghe là chuyện liên quan tới một người phụ nữ. Phụ nữ là thứ mà tôi phải chịu thôi. Vậy à? Thai, trời ơi, thai và phụ nữ. Thôi nào, để tôi giới thiệu cho. Đừng nói với tôi là anh không nhớ những ngày đó. Đúng vậy. Nè, thai, ông này có vài câu hỏi cho cậu đi. Thai Matthew, cậu khỏe không? Khỏe. Ông là ai? Tôi là thám tử John Beckett. Tôi có một số câu hỏi nếu cậu không phiền. Pete, chuyện này là sao vậy? Cậu nói cho tôi biết đi. Không, không phải như vậy. Tôi muốn đến chỗ nào đó riêng tư hơn một chút, như văn phòng của tôi chẳng hạn. Tôi sẽ quay trở lại trong vòng một giờ nữa, nếu anh muốn nói chuyện với tôi. Không bắt buộc đâu. Không chính thức. Nhưng mà sẽ giúp cho tôi. Tên khốn. Không phải anh, mà là tôi. Anh không thể mang nó đến đây. Tôi dự tính sẽ xem nó ở dưới tầng. Tôi có quyền xem đồ phía trong hay không? Nếu không, tôi sẽ phải mang nó xuống tầng và kiểm tra ở đó. Chắc chắn rồi. Có kéo hay thứ gì nhọn ở trong này hay không? Dao, lưỡi lam hay cái gì có thể làm tôi bị thương chẳng hạn? Không. Cậu có biết không? Tôi có một đồng sự cũ, Jimmy. Anh ta nghiện văn hóa Á Đông, anh biết chứ? Như thái cực, quyền, võ thuật, cưới một người phụ nữ châu Á. Dù sao, anh ta cũng bắt tôi uống cả lít nước ấm khi tôi ngủ dậy mỗi sáng. Tôi đã làm theo được 4 tuần rồi. Có triết lý hay ý thức này sau chuyện này?
Có phải cơ thể đã ngủ 4, 6, 8 hay là 10 giờ một đêm, đúng không? Anh sẽ bị thiếu nước khi mới vừa ngủ dậy. Cho nên khi uống nước, anh sẽ khởi động lại hệ thống và kích hoạt nó. Và tôi cho anh biết, chúng xả toàn bộ đường tiêu hóa. Bởi vì không có gì trong người của anh, chúng hoạt động như một cái hút. Nước trôi xuống, mọi thứ trôi ra ngoài, sạch sẽ. Nè, vậy thì liên quan gì tới tôi? Không có gì. Tôi nghĩ có thể cậu là vận động viên. Cậu nghe thấy chuyện này rồi. Cậu là vận động viên đấm bốc. Không, tôi tập võ tự do thôi. Tập võ tự do. Cậu đánh người để kiếm tiền. Ông có thể nói như vậy. Cậu có nghĩ cậu là người bạo lực không? Nhưng mà chuyện này là sao đây? Tôi có cần luật sư hay gì đó tương tự không? Tôi không biết. Anh có biết không? Vậy, Ty Matthew, đó là trận đấu tập hay là thi đấu chính thức? Tôi đánh bại anh ta trong một trận đấu chính thức. Điều gì khiến anh nghĩ vậy? Có những người không muốn thua kể cả trong trận đấu tập. Anh ta là một trong số họ. Anh ta rất tự phụ. Tôi thấy có cơ hội và đã giành lấy nó. Chắc là anh ấy tuyệt lắm. Tuyệt hơn cả tình dục. Đó là Victoria Mata, người có giọng nói lưu trong băng. Anh biết cô ấy mà, đúng không? Đúng vậy. Cuộc phỏng vấn diễn ra lúc mấy giờ? 10 giờ tối. Anh làm gì sau cuộc phỏng vấn? Tôi về nhà. Lúc đó mấy giờ? Đáng chết thật, tôi không biết. Nghĩ đi. Tôi về nhà lúc 12 giờ rưỡi. Anh có thể hỏi bạn gái tôi. Nhưng buổi hẹn với Victoria bắt đầu lúc 10 giờ tối. Cô ấy đến muộn. Nói cho tôi, cô ta là một cô gái xinh đẹp, có nhiều cơ duyên với võ sĩ. Có thể cô ấy quan tâm tới anh, tán tỉnh anh một chút, chạm vào chân của anh. Hai người lại còn có hơi men nữa. Có thể thế chứ. Cô ấy dẫn anh về nhà mình. Và mọi chuyện dần tầm kiểm soát. Chuyện này dẫn tới chuyện khác. Anh đang nói chuyện gì vậy? Có cơ duyên với võ sĩ, nghĩa là cô ấy thích anh. Không, không. Ý anh là sau khi nói mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát. Cô ta bị siết cổ tới chết. Cô ấy chết rồi. Anh nghĩ tôi giết cô ấy à? Tôi không biết. Tại sao tôi lại giết cô ta chứ? Tôi không biết. Đó có phải là thứ mà anh nói trong băng không? Anh nói là thắng một trận đấu còn thú vị hơn là cả tình dục. Có đúng không? Nói về việc hấp thu nước, có lẽ tôi phải đi vệ sinh một chút. Tôi có thể lấy gì cho anh không? Không. Thời gian tử vong của Amy là khoảng 3 giờ sáng. Nguyên nhân tử vong, cô ta bị siết cổ. Anh ta là võ sĩ võ tự do. Có thứ gì như ADN, tế bào, tinh trùng trong người nạn nhân không? Tối nay sẽ có kết quả. Forensic đang làm xét nghiệm. Cô bạn gái thì sao? Cô ta làm việc ở một salon làm móng. Giờ tôi sẽ nói chuyện với cô ta. Cô biết là hiệu quả mà. Hãy làm đi. Tôi biết anh đã làm gì. Anh biết anh đã làm gì mà. Cho nên đừng có rườm rà. Tôi không làm gì hết. Anh ít nhất đã ngủ với cô ta. Điều này chắc chắn. Ý cô là gì? Anh định ngồi đó và nói với tôi rằng giữa hai người không có chuyện gì xảy ra sao? Ý tôi là cô ta phỏng vấn tôi. Làm sao anh làm vậy được? Hả? Anh đã quan hệ với cô ta, điều mà bạn gái không cho phép anh làm.
Đó là cách mọi chuyện xảy ra, phải không? Tôi sẽ không nói gì với cô hết. Điện thoại của tôi đâu? Tôi cần gọi điện thoại cho huấn luyện viên. Anh có thể gọi bất kỳ ai mà anh muốn. Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi sẽ tìm hiểu được chính xác điều gì đã xảy ra. Gọi điện thoại vui vẻ đó. Sao hả? Cứ để anh ta đi. Whitney. Phải. Tôi cần nói chuyện với cô. Tôi đang trong giờ nghỉ, nhưng mà nhân viên khác có thể phục vụ cô. Liên quan tới bạn trai của cô, Ty Matthews. Vậy cô cho rằng anh ta đã về nhà lúc 12 giờ rưỡi à? Ý cô là chắc chắn trước 1 giờ sáng. Đúng, anh ấy chắc chắn đã ở nhà. Được rồi. Anh ta gặp rắc rối gì à? Có thể vậy. Có phải là máu không? Gì chứ? Trên áo sơ mi của cô. À, đúng rồi. Tôi thường có vết máu dính vào người khi băng bó cho Ty. Vết này cũ rồi. Ty có bị thêm vết thương nào mới trên mặt hay là chỗ nào khác vào tối qua hay không? Tối nào Ty cũng có vết thương mới. Cậu đã nói với họ điều cậu nói với tôi chưa? Gì chứ? Để tôi ngủ với cô nhà báo đó hả? Chưa. Vẫn chưa. Nhưng Whitney là bạn gái tôi, và tôi yêu cô ấy. Cảm giác thật tuyệt khi có người quan tâm đến việc tôi làm gì để thay đổi. Anh có muốn tôi chở anh về nhà hay đi đâu đó hay không? Không phải về nhà. Nghe nè, anh phải cởi mở với lại Whitney. Cảm ơn cô rất nhiều, Whitney, vì đã dành thời gian. Hãy gọi cho tôi nếu cô biết thêm điều gì khác. Ba giờ ba mươi sáu phút. Hôm qua anh về nhà lúc 3:36. Có thám tử đến chỗ em làm ngày hôm nay, muốn biết hôm qua anh về nhà lúc mấy giờ. Em đã nói gì? Em đã nói dối Ty cho cảnh sát, cố gắng để bảo vệ anh. Cho nên tại sao anh không nói cho em biết anh đã ở đâu? Em cứ ngồi xuống đã. Em sẽ đứng ngay ở đây. Và anh hãy nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi. Anh đang gặp một nhà báo muốn viết về câu chuyện anh đánh bại Marco. Chuyện anh đánh bại Marco trong trận đấu tập à? Đúng vậy. Ben Green đưa cho anh $10,000 nên không đăng video anh đánh bại Marco. Ben Green là ai chứ? Là quản lý của Marco. Em hãy xem tủ quần áo đi. Xem đi, ngăn kéo cuối cùng đó.
Tại sao anh không nói với em? Green trả tiền cho anh để ngậm miệng lại. Anh thậm chí còn phải ký giấy tờ nữa. Điều này không thể thay đổi thực tế là em phải nói dối cảnh sát gì anh. Mà anh phải ký cái gì kia chứ? Cả đó không thể kiện chúng ta được. Cô ta đã bị giết. Được rồi em yêu, nhà báo mà em nói đến, cô ấy đã chết rồi. Chúa ơi, cảnh sát nghĩ là anh đã giết cô ta. Thôi nào Whitney, em đã làm rất nhiều điều dớ dẫn trong cuộc đời, nhưng anh không phải là kẻ giết người. Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người, đúng không? Anh phải đi đi. Đúng vậy, anh phải làm cho mình tỉnh táo. Khi nào anh trở lại, chúng ta có thể nói chuyện thêm. Chỉ cần biết là anh yêu em rất nhiều. Anh sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Được chứ? Ta ở đây rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Trận đấu cuối cùng, trận chung kết hiệp 5, Del Toro và Macorin. Các võ sĩ họ đã trở lại. Họ đã quay trở lại. Em từ đâu tới em yêu? Phổi đã rất vất vả rồi. Đúng rồi em yêu, hãy cho quấy số tiền xứng đáng. Ô, lấy được rồi. Ô, các cậu uống nữa không? Tôi sẽ lấy. Tôi sẽ quay lại. Hãy cho tôi 3 ly whisky cho gã thua cuộc ở đằng kia. Được rồi, chờ chút. Cậu có tin được vào trận đấu không? Những người ngoài kia, họ đặt cược cho người còn lại. Không ai đánh bại được Macorin. Đó là chàng trai của tôi. Tôi đã đánh bại được rồi. Anh vừa nói gì? Anh vừa nói gì đúng không? Nói đi anh bạn. Tôi cứ tưởng là chuyện gì chứ. Tôi nói là tôi đã đánh bại anh ta. Nâng ly lên các anh chàng, nâng ly. Cầm lấy món đồ uống của cậu, ra ngay khỏi đây. Nói dớ dẫn, thằng nhóc. Cứ tưởng là đi đến phòng tập là biết đấm bốc. Tôi cũng hạ được hắn ta. Nói chuyện khôn ngoan nào Boomer. Cố tình phá hoại cuộc vui của chúng ta. Không, không phải tối nay Boomer. Anh ta không biết chúng ta đang làm gì à? Từ ngày đầu tiên đây đã là chỗ của chúng ta rồi. Để tôi hỏi cô một chuyện. Cô có đi làm hôm thứ ba không? Có, ngày nào tôi cũng làm ở đây hết. Cô đã nhìn thấy cô ấy chứ? Có, hôm trước cô ấy đã đến đây, ngồi đằng kia với một gã. Người này đúng không? Anh nhóc hả? Đáng chết. Đáng chết.
Tôi sẽ không đấu với con chuột cống phòng tập này trên TV đâu. Có 5 triệu đô Thịnh sẽ làm. Ông nghĩ vậy à? Anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trong trận này hơn 3 trận gộp lại. Liệu chúng ta có kiếm được nhiều tiền vậy không? Tôi có ý tưởng này. Quái quỷ thiệt. Tôi không thể không chú ý đến hành vi kỳ quặc đó. Hành vi kỳ quặc? Kỳ quặc thế nào? Kiểu như anh ta tiến đến đằng sau cô ta, vòng tay qua cổ cô ấy. Hơi kỳ quặc nhưng cũng không làm gì cả. Và có vẻ cô ấy cũng thích. Họ trời quán cùng nhau sao? Đúng vậy. Nếu cô nghe thấy chuyện gì khác, hoặc có nhớ ra chuyện gì khác, xin hãy gọi điện cho tôi. Nè anh bạn, hãy xem video mà tôi vừa gửi đi. Anh có ở đó không? Video của anh có cả triệu lượt xem. Nè Jameson, anh làm gì vậy? Nhìn anh nào siêu sao, gần cả triệu lượt xem. Tôi đã ký văn bản rằng tôi không thể đăng video đó lên được. Ồ, lỗi của tôi. Tôi chỉ muốn mọi người biết nhà vô địch thực sự là ai. Anh không tức điên nữa chứ? Tôi có làm cô thức giấc không? Tôi xin lỗi. Khiết đã quay trở lại. Đúng vậy, tinh trùng tìm thấy trên người Martha trùng khớp với ADN của Thai. Họ rời quán bar đêm đó lúc mấy giờ? Cô phục vụ nói là khá trễ. Họ tán tỉnh nhau. Anh ta là người chúng ta cần tìm. Bạn gái anh ta nói dối rồi. Để tôi nói chuyện với cô ta. Anh biết đó, phụ nữ nói chuyện với nhau mà. Được thôi. Chào anh, chào anh Thai, Thai Matthew. Tôi có thể giúp gì không? Chắc chắn là khó rồi. Tôi muốn viết bài về anh trên tờ diễn đàn quốc gia. Tôi băn khoăn liệu tôi có thể hỏi anh một số câu hỏi có được hay không. Có thể xin anh vài phút được chứ? Nè Thai, quên người phụ nữ đó đi. Đi, đi với tôi nào. Tôi đến đây Pete, có lẽ cô nên quay lại vào lúc khác. Được thôi, đây là số liên lạc của tôi. Cứ gọi cho tôi, giữ liên lạc nha, được không? Được chứ? Thai, anh đóng cửa lại có được không? Tôi thích video của cậu. Được rồi, tôi đoán là muốn đòi lại tiền à? Không, không thực sự cần vậy. Mà cô cũng thích. 2 triệu người khác cũng vậy. Cảm ơn vì đã đến gặp tôi. Cô ngồi đi. Cô muốn uống chút gì không? Có phải chị muốn nói với tôi rằng tôi cần uống rượu không? Cũng có thể. Cậu thấy 100.000 đô như thế nào hả? Thấy như vậy là rất nhiều tiền. Xin chúc mừng. Hôm nay là ngày may mắn của cậu, Thai. Họ muốn cậu đấu với Marco để giành danh hiệu. Cuối cùng thì cậu cũng được đấu với Marco. Khi nào? 2 tuần nữa. Sự kiện của chúng tôi, luật của chúng tôi. Anh biết là không đủ thời gian cho bất kỳ ai để chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đấu như vậy mà. Được rồi. Cô nghĩ là Kai đã giết cô nhà báo đó? Chúng tôi không rõ liệu anh ta có làm vậy không. Có thể anh ta có bằng chứng ngoại phạm hợp pháp. Tôi sẽ đánh bại anh ta vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, theo bất cứ luật lệ nào. Tôi đã hy vọng là cậu sẽ nói như vậy. Thỏa thuận. Whitney, tôi biết điều này không dễ dàng với cô. Nhưng cô biết tại sao tôi lại đưa cô đến đây không? Tôi đưa cô tới quán rượu này bởi vì đây là nơi cuối cùng mà Victoria được thấy là còn sống cùng với Thai. Ngay tại đây. Cụ thể là tại chỗ này. Đây là chỗ Thai ngồi vào đêm cô ấy chết. Và cô,
Whitney, cô đang ngồi chỗ của Victoria. Tôi sẽ gửi thông tin chi tiết sau. Ít tôi coi ông là huấn luyện viên của cậu ta. À, tôi không phải bàn bạc, đúng vậy. Ông ấy là quản lý của tôi. Được rồi, tốt. Tôi sẽ để hai người lại. Hai người có nhiều việc cần phải làm lắm. Hay có một trận đấu ra trò biết. Cho anh ta tiếp cận cô ấy. Kiểu thế này. Cho anh ta kéo tóc cô ấy. Quan hệ tình dục với cô ấy. Tinh trùng tìm trong cơ thể cô ấy trùng khớp với ADN của anh ta. Người đàn ông đó không phải là người mà cô nghĩ. Anh ta rất nguy hiểm. Người đàn ông mà cô ngủ cùng, người đàn ông đó là kẻ giết người. Hãy để tôi giúp cho cô. Cô có chắc là Thái đã về nhà lúc 12 giờ rưỡi hay không? Có chuyện gì vậy anh yêu? Anh sẽ có 100.000 đô để đấu với Marco. Anh nghiêm túc chứ? Anh không thể tin được, nhưng mà đúng vậy. Anh đã chờ đợi cả cuộc đời cho một trận đấu ra trò. Điên rồ quá. Whitney, chuyện gì đó? Anh biết là em yêu anh mà. Yêu nhiều hơn mọi thứ trên thế giới này. Anh cũng yêu em mà em yêu. Vậy tại sao lại quan hệ với cô ta chứ? Lạy Chúa thay. Họ tìm thấy tinh trùng của anh ở trong người cô ấy. Và bây giờ thì cô ấy đã chết rồi. Anh đã làm rối mọi chuyện. Được rồi. Anh chỉ muốn cô ấy viết chuyện về anh. Và cô ấy cứ theo đuổi anh. Đúng, thai tội nghiệp. Đúng không? Lúc nào cũng là lỗi của ai đó cả. Tôi ước anh đã giết cô ta.
Thôi nào quyết đi. Không, không, đừng. Đừng. Chúc anh may mắn trong trận đấu. Và hãy tránh xa em ra. Làm sao cô vào đây được? Biết, tôi đã đột nhập được vào đây từ hồi còn nhỏ. Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đánh bại được Twin. Tôi đã đánh bại anh ta được một lần. Ông ta định dọa tôi nhưng tôi không sợ đâu. Tôi sẽ đánh bại tên ngốc đó một lần nữa. Nhưng lần này cả thế giới sẽ chứng kiến. Nhưng mà tôi cần sự giúp đỡ của ông. Không biết là tôi muốn giúp cậu. Tôi thật sự muốn. Nhưng tôi cần một điều trước. Có phải cậu làm chuyện đó không? Không phải ông chứ? Ông có nghiêm túc không? Không phải ông đúng không? Tôi cần phải biết thay. Làm sao ông có thể hỏi tôi một thứ như vậy? Ý tôi là ông thật sự nghĩ tôi giết cô ta hay sao? Cậu phải nhìn từ phía của tôi. Có cảnh sát tới đây để nói chuyện với tôi. Green lại nói cho tôi nghe một điều khác. Green lại nói cái gì? Tôi chỉ cần nghe từ cậu. Chuyện gì đã xảy ra? Ông nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Không thể tưởng tượng là cậu lại giết cô gái đó. Nhưng mà tôi không biết. Thật điên rồi. Tất cả chuyện này là điên rồi. Nghe nè Thay, ta coi cậu như con trai nhưng mà cút đi, Pete. Ông hãy cút đi. Thay, rồi cô ta hỏi tôi thế nào. Tôi bảo cô ta tôi đang cương đi. Giờ tôi biết cô cảm thấy điều đó. Bọn con gái giờ này điên thật. Joey, có chuyện gì đó Thay? Cô đang làm gì ở đây? Tôi muốn đánh nhau. Được rồi. Được rồi các cậu, hôm nay chúng ta có một trận. Đặt cược đi nào, ai muốn đấu với con quái vật này nào? Các cậu có gì nào, đặt cược hay là đi về thôi? Joey, để tôi đấu với anh ta. Tôi muốn đấu, ai muốn đấu với con này đúng không? Tại sao không chứ, anh chắc chưa nào? Được rồi, đặt cược đi, đặt cược nào. Trận đấu phải bắt đầu thôi. Chúng ta có một trận đấu, anh có gì nào? Ở nào, được rồi. Chúng ta có trận đấu vào tối nay. Tối nay sẽ thực sự khó chịu đó. Không ai gọi cảnh sát, không ai gọi xe cứu thương. Hãy để cho trận đấu được bắt đầu ngay bây giờ mọi người. Thôi nào, xem chúng ta có gì nào. Thôi nào. Ai muốn được trả tiền nào? Trở lại đi. Trở lại đi nào. Thôi nào, như vậy không đau đâu. Không đau chút nào. Thôi nào, không muốn về nhà sao? Không muốn bỏ cuộc sao? Thôi nào, cũng đau có đúng không? Hả?
Đau lắm đi. Không có gì, không có gì chứ. Nằm xuống. Thôi nào, trả tiền cho tôi đi, tôi muốn xem các anh đánh nhau. Rồi, vậy là đủ rồi. Đủ rồi. Anh bị làm sao vậy hả? Anh đang nghĩ cái gì vậy? Nghỉ ngơi đi. Nè. Thầy. Anh ta có ổn không? Vẫn còn thở. Được rồi, vậy anh có tiền của tôi chưa? Anh gần như giết người và giờ anh quan tâm tới tiền của anh ta. Tất cả đó. Chờ chút, khoan đã. Chỉ vậy thôi sao? Ý anh là sao? Chỉ vậy thôi à? Mọi người đều xem video đó. Mọi người đều biết là anh sẽ thắng. Chúng ta đang nói về tôi đó. Giờ anh là ngôi sao rồi. Tận hưởng đi nào. Đấu hay lắm. Tôi chưa thấy anh gọi lại. Anh nói là sẽ gọi lại cho tôi. Đúng vậy, tôi bận quá. Được chứ, tôi chỉ hỏi một câu hỏi thôi. Tôi là bạn tốt của Victoria Martha. Tôi chỉ băn khoăn nếu anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Victoria. Tôi rất tiếc vì mất mát của cô. Đưa anh ta ra khỏi đi. Chào anh bạn, tôi có thể giúp gì? Có, tôi muốn mua một cái nhẫn. Tôi có biết anh không? Trông anh rất quen. Không, anh không biết tôi đâu. Tôi xin lỗi, nhưng chắc anh phải ra chỗ khác để làm ăn thôi. Tại sao? Tôi chỉ vừa mời anh ra ngoài. Tôi nói với anh là tôi muốn mua một cái nhẫn. À, chờ chút. Đó là lý do tại sao tôi trông anh quen mặt rồi. Anh là người trong cái video về trận đấu. Đúng, đó là tôi. Và tôi sẽ đấu với anh ta một lần nữa. Và lần này sẽ lên TV. Nè, tôi cổ vũ cho anh. Chúng tôi có rất nhiều loại dây chuyền vàng ở đây. Tôi không muốn mua dây chuyền vàng. Được rồi, tôi muốn mua cho bạn gái tôi một cái nhẫn đính hôn. Ồ, tất nhiên rồi. Ngay chỗ này. Đây là những mẫu mới nhất. Anh có muốn xem không? Tôi muốn cái này. Đó là một cái nhẫn đẹp. Một cái nhẫn rất đắt tiền. Được rồi. Tôi sẽ gói nó lại cho anh.
Em đi đâu đó? Chúa ơi, anh làm em sợ đó. Em cần ra ngoài một chút. Em sẽ ở với mẹ của em một thời gian. Giờ anh định làm vậy có phải không? Lấy anh đi. Em không thể. Làm ơn lấy anh đi. Em đã chờ đợi giây phút này cả đời rồi. Nhưng em thậm chí không hề thấy thích một chút nào. Trong suốt cuộc đời mình, giờ là lúc mà anh cần tới em. Vậy mà em bỏ anh sao? Whitney! Không, Ty. Để em đi, nghe anh nói đã. Em không phải là Marco. Anh đừng có động vào tôi nữa. Ánh nhìn đó của anh. Anh đã giết cô ấy. Xoay chân lại, xoay chân lại. Bởi vì toàn cơ thể sẽ phải vận động, đúng không? Được rồi, tốt lắm. Này, có chuyện gì vậy? Tôi ước là anh báo lại với tôi trước khi đăng video đó lên. Tôi xin lỗi anh bạn. Này, mọi thứ không phải là trò đùa đâu, Jameson. Tôi cũng không định biến nó thành trò đùa. Anh biết không? Anh đã đúng rồi đó. Đáng ra tôi phải hỏi ý anh trước, đúng không? Giờ tôi đi vệ sinh cái đã. Vậy có được không? Cậu là em của tôi muốn để ý tới cậu thôi. Đồng hồ đẹp đó. Phải cảm ơn cậu đó. Tôi đặt cược vào trận đấu với Marco. Kiếm được rất hời. Hay lắm. Pete đâu rồi? Trong văn phòng. Định luyện tập thêm hả?
Đúng vậy. Tôi biết một cách rất tuyệt cho ông có thể giải quyết đống hóa đơn đó. Ồ, vậy à? Đúng vậy. Tôi biết một võ sĩ đang tìm kiếm quản lý. Cũng nghe nói là anh ta sắp đến ngày được trả một món hời. Thật vậy sao? Đúng vậy. Trận đấu sắp tới rồi. Tôi biết cậu không giết cô gái đó. Xin lỗi vì đã hỏi. Whitney đi mất rồi. Bây giờ tôi chỉ còn trận đấu. Vậy thì tập trung vào nó đi. Chúng ta có rất nhiều việc cần phải làm và không có nhiều thời gian để thực hiện chúng. Được rồi. Marco Rin, bất khả chiến bại. Ty Matthews, giáo sĩ mà đã có video được lan truyền trên mạng tại một địa điểm chưa xác định. Trận đấu mà cả dân mạng ai cũng đều mong muốn. Không đám đông, không luật lệ, không những thứ dớ dẫn. Lần này là thi đấu chính thức, độc quyền tối nay lúc 10 giờ. Ông có thể bỏ kính ra được không? Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đi. Tôi có nhân chứng. Tại sao ta làm vậy với anh? Anh ta bực vì một trận đấu ở trên TV. Anh ta không vui vì Marco thắng. Làm sao mà tôi biết anh ta là võ sĩ được chứ?
Anh nói gì với anh ta? Không có gì. Anh ta không vui vì tôi cổ vũ cho Marco. Và anh ta đã tấn công tôi một cách dã man. Người đàn ông này rất nguy hiểm cho xã hội. Các anh phải làm cái gì đó. Anh có đánh anh ta không? Đánh anh ta à? Không. Không. Chúng tôi đang ở một câu lạc bộ thoát y. Tôi thích chạm vào những cô gái hơn. Được rồi. Tôi có thể nói chuyện được không? Đúng là kỳ quặc. Được rồi. Chúng ta sẽ quay lại ít phút nữa. Không được hút thuốc ở đây. Mặc dù anh ta là một nghệ sĩ dớ dẫn, Matthew đã tấn công anh ta. Lấy lời khai đi. Cách có thấy anh ta đã làm gì với mặt tôi không? Cách có biết là tôi muốn khởi kiện không? Tôi đang nghĩ là anh sẽ nói như vậy. Mức cao nhất. Anh điền mẫu này đi. Tôi xin lỗi, cô có thể điền giúp tôi được không? Tay này của tôi đang bị nẹp rồi. Tên của anh là gì? Boomer Cavelli. Hai chữ O. Vậy sao? Cố lên anh yêu. Khởi động nào. Hàng triệu người đã xem trận đấu này. Tối nay các bạn sẽ xem hai võ sĩ này đối mặt trực tiếp với nhau. Được rồi hai người, tuân thủ theo luật, tự bảo vệ bản thân, làm theo hướng dẫn của tôi. Chúng ta sẽ có một trận đấu sạch. Chạm gan và hãy bắt đầu nào. Cố lên Ty. Nè anh yêu. Anh hạ được hắn mà Ty, cố lên anh yêu. Hai cậu đã sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Cố lên anh yêu.
Cố lên thay. Cẩn thận đó. Cố lên anh yêu. Đứng dậy đi nè. Đẩy anh ta. Đẩy anh ta ra đi. Cố lên anh yêu, anh làm được rồi, tiến lên nào. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Thả anh ta đi, cố lên. Giữ lấy anh ta, giữ lấy. Cố lên thay. Cố lên anh yêu. Đúng rồi Marco. Trở về chỗ của mình. Về chỗ đi. Cố lên anh yêu. Chân hay lắm, chân đá hay lắm ba cục. Tiếp tục đi ba cục. Cố lên thay. Trở lên người anh ta đi thay. Thay, đúng rồi, đúng vậy. Cố lên ba cột. Anh ta sắp sửa ra đòn xiết cổ rồi. Nắm lên anh ta, giữ lấy. Được rồi. Giữ lấy anh ta thay, anh tóm được anh ta rồi. Được rồi, được rồi. Tôi không thể tin vào mắt mình được. Thay Matthew đã xiết cổ được nhà vô địch. Nhà vô địch đã bị hạ rồi.
Ty Matthew, anh đã bị bắt vì tội cố tình gây thương tích với Boomer. Anh có quyền giữ im lặng. Mọi điều anh nói đều là có thể bằng chứng chống lại anh ở trước tòa. Anh có quyền mời luật sư. Nếu anh không đủ tiền thuê luật sư sẽ được chỉ định. Cách làm gì vậy? Lùi lại. Tất cả chuyện này là gì vậy? Ông sẽ bị bắt vì tội chống người thi hành công vụ đó. Anh có hiểu những quyền tôi vừa mới nói không? Thay, nhớ kỹ những quyền này, bởi vì anh có thể từ bỏ các quyền đó. Thay, chuyện gì xảy ra vậy? Anh ấy đã làm gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Người đàn ông ở quán rượu, anh ta khiêu khích anh. Anh đùa với em sao? Với mọi chuyện đang xảy ra, anh không thể phớt lờ một gã dở hơi ở quán rượu được sao? Anh biết, em yêu. Em nói đúng. Lúc nào anh cũng có lý do hết. Luôn luôn có lý do tại sao toàn bộ thế giới lại chống lại anh. Lần này anh tự mình chuốc lấy rồi. Lấy được tiền từ trận đấu của anh rồi. Tất cả sẽ đưa hết cho luật sư. Giờ anh có định đổ lỗi cho ai hay không? Whitney, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Chỉ là đôi khi vẫn chưa đủ. Em phải đi đây. Em sẽ cố gắng đến và thăm anh. Em chỉ cần thời gian để thư giãn. Anh là kẻ giết người có kỹ năng, đã gây thương tích giả mang một người đàn ông ngoài quán rượu. Và anh sẽ đi tù về việc đó. Trong khi anh đang thụ án vụ này, tôi sẽ điều tra thêm về vụ Victoria Martha. Anh có người đến thăm. Anh cứ thoải mái đi. Ông đang làm gì ở đây? Tôi đến đây để xem võ sĩ đã từ chối tôi. Đáng ra anh nên làm theo hợp đồng. Như tôi trước kia đã nói, nếu anh không ở đội của tôi, anh chống lại chúng tôi. Chúng tôi cũng phải cảm ơn anh về buổi trình diễn. Anh là võ sĩ rất từ khôi. Tôi đã thắng trận đấu đó. Đúng, tôi biết anh thắng trận đấu và thua cả cuộc chiến. Nếu anh muốn giành chiến thắng, anh phải hiểu trò chơi mà anh đang chơi và luật lệ của trò chơi. Như bạn của anh, Jameson. Anh ta là người thắng cuộc, trẻ và khỏe mạnh. Anh ta hiểu luật chơi. Anh ta sẽ làm tất cả mọi thứ để thành nhà vô địch. Anh biết đó, ngành công nghiệp này tạo ra rất nhiều tiền. Tôi sẽ kiếm tiền bằng mọi cách cần thiết. Ông đã giết cô ấy, đúng không?
một số kẻ sống lâu hơn những kẻ khác. Như tôi đã từng nói với anh, đừng có làm loạn những thứ ngoài tầm hiểu biết của anh. Tôi sẽ thoát khỏi đây. Khi tôi ra khỏi đây, tôi sẽ giết ông. Tôi không nghĩ là sẽ làm được như vậy. Giờ đây là nhà của anh rồi. Kiết lồng này sẽ là nơi duy nhất mà anh sẽ thi đấu trong một thời gian nữa. Tại sao ông làm điều này với tôi? Tôi rất ghét bị thua. Tôi xem chuyện này rất cá nhân. Nhớ bảo trọng đó, nhà vô địch. Chương trình tối nay với sự xuất hiện của Marco Rin. Tất nhiên tôi vẫn là nhà vô địch. Gã đó gặp may thôi. Tôi sẽ đấu với gã đó ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, kể cả ở trong tù. Tại vì làm sao vậy? Tôi đang vui vẻ với một em gái. Cô em nóng bỏng, vươn lên giằng cánh tay của tôi. Tôi ước là nói với tôi trước khi đăng video đó lên. Cậu là anh em của tôi chỉ muốn để ý tới cậu. Đồng hồ đẹp đó. Cảm ơn cậu đó. Tôi đặt cược vào trận đấu với Marco, kiếm được rất hời.